không tắt bồn rửa chén vì nghèo. Chưa giờ rút bớt à. Dạ chứ. Nó đi ra thì hút. À, tôi chơi sẵn à. Nào bếp, nào bếp được không? Tôi đang là hết. Cái đường ống nhà mình nó bị lỗi cốt rồi, bữa trước con làm con kiểm tra và con đã nói với đình mình rồi đó. Rồi đây là chậu nước hết luôn. Cái đường ống này nó bị lỗi, con đã nói trước rồi, bị lỗi thì phải sửa đường ống lại thì mới. Còn nhà mình thì trong chấp nhận sống chung với lũ thì lâu lâu là phải đến thông thôi, nhưng mà cái này mình nếu mà xài kỹ thì mới kéo dài được cái tuổi thọ của cái đường ống. Tại vì nó bám mỡ mà. Dạ. Ai đi hỏi bao nhiêu tiền không?